Lễ hội Tây Thiên Xuân Giáp Thìn, một trong những lễ hội đặc sắc nhất cả nước dịp đầu xuân, đã chính thức khai hội tại khu danh thắng Tây Thiên, di tích quốc gia đặc biệt tại thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo. Sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất tối ngày hôm qua đã thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tham gia hưởng ứng. Thành phố Phúc Yên khẩn trương nỗ lực thực hiện quyết liệt chỉ tiêu nhiệm vụ cho người đứng đầu cấp ủy chính quyền các địa phương năm 2024. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc, Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2024. Thưa quý vị, sáng nay 24 tháng 3, tức ngày 15 tháng 2 âm lịch, lễ hội Tây Thiên Xuân Giáp Thìn, một trong những lễ hội đặc sắc nhất cả nước dịp đầu xuân, đã chính thức khai hội tại khu danh thắng Tây Thiên, di tích quốc gia đặc biệt tại thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo. Tới dự có đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số ban sở ngành địa phương trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương. Trúc văn tại buổi lễ đã khái quát công lao của Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, chính vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ 7. Tương truyền lúc sinh thời, bà đã có công lớn trong việc giúp vua Hùng mở mang bờ cõi, dạy dân trồng lúa nước, chiêu mộ quân sĩ, củng cố vương triều. Khi bà hóa được vua sắc phong sơn trụ Quốc mẫu, Tối Linh Đại Vương thuộc hàng thượng đẳng phúc thần. Di tích chính thờ Quốc mẫu Tây Thiên tại thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo. Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, sự đóng góp công đức của nhân dân và du khách thập phương, các công trình văn hóa trong quần thể khu danh thắng Tây Thiên được trùng tu, tôn tạo, xứng tầm với di tích quốc gia đặc biệt, đáp ứng tín ngưỡng thờ mẫu của nhân dân. Tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và sự giao thoa giữa tín ngưỡng thờ mẫu và Phật giáo đã tạo nên nét độc đáo riêng vốn có của khu danh thắng Tây Thiên và lễ hội Tây Thiên để Tây Thiên trở thành địa chỉ hành hương đến với Phật, về với mẫu của du khách thập phương. Lễ hội Tây Thiên Xuân Giáp Thìn với các hoạt động đặc sắc như rước kiệu, hội chợ, liên hoan hát văn, hát chầu văn và nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao sôi động. Năm nay, khai hội Tây Thiên diễn ra trong thời tiết thuận lợi và đúng vào những ngày nghỉ cuối tuần nên đã thu hút hàng vạn lượt du khách tham dự. Tôi từ đầu năm giờ đi rất nhiều lễ hội rồi nhưng mà lần này là lần đầu tiên tôi đến Tây Thiên. Cảm xúc của tôi phải công nhận ở đây là tổ chức rất coi như là rất hoành tráng, dân thì cũng mến khách, không cải hữu tình. Rất là vui và rất khấn khởi và tự hào là cái lễ hội hôm nay. Bản sắc dân tộc chúng tôi chỉ mong muốn là duy truyền để cái bản sắc này mãi mãi cho đời sau cho con cháu. Trong một cái dịp lễ hội như thế này thì tôi thấy rằng là tỉnh Vĩnh Phúc cũng là một cơ hội để quảng bá các cái sản phẩm du lịch cho tỉnh Vĩnh Phúc và đặc biệt những sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của tỉnh Vĩnh Phúc đến du khách thập phương. Với doanh nghiệp chúng tôi hôm nay cũng đem các sản phẩm OCOP của mình đến quảng bá cho khách thập phương đến với lễ hội ngày hôm nay. Đây cũng là một cơ hội để chúng tôi quảng bá sản phẩm của mình tới các du khách. Tam Đảo được xác định trong quy hoạch tỉnh là khu vực phát triển về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh và phát triển đô thị du lịch. Hy vọng năm 2024 này với những cái việc chúng tôi đã làm và quảng bá du lịch của chúng tôi thì du khách thập phương sẽ đến với Tam Đảo ngày một đông hơn. Từ Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến nay, huyện trọng điểm du lịch Tam Đảo đã đón trên 600.000 lượt khách du lịch, tăng 20% so với những năm gần đây. Trong đó, riêng ngày khai hội, trên 1 vạn lượt du khách đến với Tam Đảo. Đây là những tín hiệu lạc quan khởi đầu một năm mới với ngành du lịch Vĩnh Phúc. Qua đó, tiếp tục cụ thể hóa quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với lĩnh vực du lịch để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng dịch vụ chất lượng, sản phẩm khác biệt, hiệu quả bền vững. Vừa phát triển du lịch dựa trên các giá trị văn hóa truyền thống, vừa tạo dựng phong cách du lịch Vĩnh Phúc với các nét độc đáo riêng biệt, đưa Vĩnh Phúc trở thành điểm đến hàng đầu về du lịch trong khu vực. Trước mắt, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2024, Vĩnh Phúc đón trên 10 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu du lịch đạt 4.000 tỷ đồng.
Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng lễ hội Tây Thiên 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải bóng chuyền gia truyền thống Tây Thiên lần thứ 7 năm 2024. Giải đấu thu hút 150 vận động viên thuộc các câu lạc bộ đến từ các đơn vị, huyện, thành phố Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Sông Lô, thành phố Vĩnh Yên và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Theo điều lệ giải đấu, các đội bóng tham dự thi đấu hình thức vòng tròn tính điểm, lựa chọn ra những đội bóng có thành tích tốt nhất. Giải bóng chuyền gia truyền thống đã trở thành hoạt động thường xuyên được tổ chức hàng năm chào mừng lễ hội Tây Thiên cùng với các giải thi đấu thuộc nhiều bộ môn thể thao khác. Giải đấu đã mang đến không khí vui tươi, sôi nổi, kịch tính qua từng trận đấu hấp dẫn. Từ thành công của giải đấu tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thi đấu và gắn kết tình đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm khuyến khích phong trào thể dục thể thao nói chung và bộ môn bóng chuyền gia nói riêng. Với không gian lễ hội Tây Thiên, giải đấu đã mang đến nét đẹp văn hóa, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, tham quan, du lịch, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, du khách thập phương. Đồng thời, đây là cơ hội nhằm tuyển chọn những vận động viên, bồi dưỡng, tạo nguồn vận động viên, phục vụ thể thao thành tích cao của tỉnh. Giải bóng chuyền gia truyền thống Tây Thiên lần thứ 7 nằm trong các hoạt động sự kiện văn hóa thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất tối ngày hôm qua 23 tháng 3 đã thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tham gia hưởng ứng. Thông điệp mà chiến dịch gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong 1 giờ đồng hồ, mà nâng thành thói quen thường xuyên trong suốt 365 ngày trong năm. Đúng 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, toàn bộ các hệ thống đèn trang trí, đèn chiếu sáng tại các khu vực công cộng, khu vui chơi, giải trí và đèn cao áp tại các tuyến phố chính trên địa bàn tỉnh đã được tắt để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2024. 8 giờ 30 ra ngoài đường, các ngã đường đã tắt hết điện hưởng ứng giờ trái đất, giúp cho mọi người có ý thức tiết kiệm điện hơn, giúp bảo vệ môi trường, và tôi thấy việc tiết kiệm điện này rất cần thiết ạ. Thường thường là đến giờ này hàng ngày mỗi năm là thường thường là tắt điện như này, là tôi cũng hưởng ứng người nhà và người dân là tắt hết những cái điện mà không quan trọng hết đi. Tôi thấy việc tiết kiệm điện là rất cần, mọi người dân là đều phải chấp hành hưởng ứng. Giờ trái đất 2024 mang thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Mỗi hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày có thể mang lại hiệu quả cao, không chỉ giúp tiết kiệm lượng điện năng tiêu thụ, giúp giảm chi phí sử dụng điện mà còn góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Năm nay thì ngoài cái việc tuyên truyền truyền thống là phát tờ rơi, băng rôn để treo ở các tuyến phố đông người, cùng với việc Sở Công Thương cũng biên soạn cái nội dung tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của các địa phương, thì có những cái đổi mới hơn, đó là tuyên truyền qua các nền tảng mạng xã hội, và đặc biệt là bên Sở Công Thương phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông cũng đã phối hợp cùng với các nhà mạng cũng đã nhắn tin, gửi tin nhắn đến các thuê bao về tuyên truyền về cái sự kiện này. Và để đánh giá cái hiệu quả cho đến thời điểm này thì là cơ bản là mọi người, đặc biệt là người dân cùng với các doanh nghiệp cũng đã chung tay hưởng ứng rất là sâu rộng, cũng đã nắm bắt được cái chương trình này. Giờ trái đất là sáng kiến được hưởng ứng trên toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng. Đây là năm thứ 16 giờ trái đất được phát động tại Việt Nam. Qua 1 giờ tắt điện và các thiết bị không cần thiết, ước toàn tỉnh đã tiết kiệm được hơn 35.000 kWh điện. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 có vai trò quyết định tạo lực để tăng tốc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố Phúc Yên đang khẩn trương, nỗ lực quyết liệt thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương năm 2024, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Phúc Thắng đã xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ trọng tâm, từ đó giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường. Trong đó, Đảng ủy xác định rõ các nhiệm vụ khó cần phải tập trung triển khai như công tác xử lý vi phạm đất đai, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài và công tác đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường.
Hiện nay thì Phúc Thắng đang tập trung cho 4 dự án, đó là đường Ngũ Biển kéo dài, nhà văn hóa công nhân, trường mầm non và khu hạ tầng đô thị Phúc Yên. Đây là 4 dự án mà đang tập trung để thực hiện giải phóng trong năm 2024. Và chúng tôi được biết là trong năm 24 này thì đối với Phúc Thắng thì phải tiếp tục thực hiện đó là dự án khu công nghiệp Phúc Yên. Thì đây là cái nhiệm vụ đặc biệt khó khăn vì trên địa bàn hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng thì đối với địa phương ấy là xác định là việc khó vì nó liên quan tới cái giá cả đền bù. Thì trên cơ sở đó thì Ban Thường vụ Đảng ủy đã họp và phân tích đánh giá thực hiện nhiệm vụ, và ngay từ đầu năm chúng tôi đã giao cho các cái tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác, đặc biệt là đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị địa phương tuyên truyền vận động nhân dân để làm sao vận động nhanh nhất công tác giải phóng bằng các thực hiện dự án nói trên. Song song với việc phát triển kinh tế xã hội, xác định việc xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh có vai trò quan trọng đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, Đảng ủy phường Trương Nghị đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới. Việc lãnh đạo công tác xây dựng đảng được triển khai đồng bộ trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, Ban chấp hành Đảng bộ phường luôn chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với triển khai xây dựng chương trình hành động của cấp ủy sát với điều kiện thực tế của địa phương. Cùng với đó, Đảng bộ phường thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì Đảng ủy phường đã nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng đối với lại việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chi ủy với lãnh đạo chi bộ, tạo cơ chế phối hợp và tạo những điều kiện đảm bảo để chi bộ xây dựng trong chi bộ trong sạch vững mạnh và xác định rõ mối quan hệ giữa cấp ủy và người đứng đầu chi bộ, đảm bảo nguyên tắc của đảng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và nâng cao ý thức của đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ. Đảng viên dự sinh hoạt chi bộ phải tham gia đóng góp, thể hiện những chính kiến của mình, tham gia và biểu quyết xây dựng nghị quyết và những quyết định vấn đề quan trọng của chi bộ. Với tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, chủ động thích ứng, linh hoạt, hành động quyết liệt ngay từ đầu năm, tin rằng các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố Phúc Yên sẽ hoàn thành sớm nhiệm vụ chỉ tiêu nghị quyết năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của cả nhiệm kỳ. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Yên Lạc luôn là điểm sáng trong công tác giảm nghèo của tỉnh. Một trong những giải pháp quan trọng được huyện tập trung thực hiện đó là triển khai hiệu quả nguồn vốn chính sách ưu đãi nhằm tạo sinh kế, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Trước đây, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cho nên anh Nguyễn Văn Hiển, tổ dân phố Đình Trợ, thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc, đã phải thường xuyên đi làm thuê, làm mướn ở xa để có nguồn thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên, năm 2021, gia đình anh đã được chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 100 triệu đồng từ chương trình vốn vay hộ nghèo, cận nghèo. Anh đã quyết định đầu tư mở xưởng mộc, tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên trong gia đình. Trong quá trình vay vốn ở bên ngân hàng thì là mình về bên chúng tôi nói chung là cũng đầu tư máy móc gỗ lạc để mà mình gọi là tăng gia sản xuất trong khu vực địa phương, mà có nghĩa để mà duy trì cái công việc của mình, và hai nữa là nó cũng đáp ứng được về trong cái cuộc sống kinh tế để nó phát triển hơn nữa. Trong 2 tháng đầu năm 2024, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Lạc đã triển khai giải ngân hơn 15 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ trên địa bàn đạt 545 tỷ đồng cho hơn 10.000 khách hàng vay. Trong đó, riêng cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đạt trên 145 tỷ đồng và giải quyết việc làm đạt hơn 207 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội cùng với Ủy ban Nhân dân cấp xã tiến hành rà soát cái nhu cầu vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo để từ đó đề ra những giải pháp sát thực và phù hợp để đạt hiệu quả cao. Để đạt hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo bền vững thì Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã chú trọng trong công tác cho vay, đào tạo nghề cũng như giải quyết việc làm, đưa người đi xuất khẩu lao động. Qua khảo sát của các tổ tiết kiệm và vay vốn tại các địa phương trên địa bàn huyện Yên Lạc cho thấy,
hiện nay người dân trên địa bàn huyện rất mong muốn được tiếp cận nguồn vốn vay theo chương trình giải quyết việc làm để có cơ hội đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế. Hiện nay là người dân của chúng tôi cũng rất là nhiều người dân có sức lao động nhưng vốn sản xuất vẫn còn thiếu, cho nên là cũng rất mong là các cấp lãnh đạo là quan tâm và đầu tư thêm cái nguồn vốn giải quyết việc làm để cho các hộ dân là được vay để phát triển kinh tế gia đình. Thông qua các hội, đoàn thể, nguồn vốn chính sách đã được triển khai sử dụng đúng mục đích và trở thành cần câu cho nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Yên Lạc cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, việc hỗ trợ tín dụng đối với các trường hợp chấp hành án tù, hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã giúp nhiều đối tượng yếu thế có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, vượt lên chính mình để trở thành những người có ích cho xã hội. Do không kiểm soát được lúc say rượu, nên anh Nguyễn Văn Sâm, thôn Môn Trì, xã Vĩnh Thịnh đã vướng vào tội gây rối trật tự công cộng và bị kết án 2 năm tù. Do chấp hành cải tạo tốt nên anh Sâm đã hoàn thành bản án và trở về tái hòa nhập cộng đồng. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh Sâm thuận lợi tiếp cận với nguồn vốn vay 100 triệu đồng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Tường để đầu tư vào chăn nuôi lợn thịt và nuôi thả cá. Nhờ chú Tâm làm ăn, đến nay cuộc sống của gia đình anh Sâm đã ổn định, quyết tâm không vướng vào các tệ nạn xã hội. Quy mô của tôi bây giờ thì cũng đang có lợi nhuận cũng đều đều rồi ạ, và rất là đang phát triển ạ. Tôi cũng rất thân thành cảm ơn Ngân hàng Chính sách đã hỗ trợ những người mà như thế chúng tôi vừa mới thi hành án xong. Bản án 2 năm tù mà chồng chị Lan phải chấp hành cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn có máu đỏ đen khi vi phạm pháp luật tội cờ bạc. Sau khi tái hòa nhập cộng đồng, với tay nghề thợ xây đã có, lại tiếp cận được nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Tường, nên vợ chồng chị Lan đã đầu tư vào kinh doanh cốt pha, cung cấp vật liệu xây dựng ngay tại địa phương. Thì không có nguồn vốn này thì nhà em sẽ có kiểu là như mà mình túc tắc mình mua dần, có đến đâu thì mình mua đến đấy. Nhưng mà có nguồn vốn này thì mình mua được, ví dụ mình có đến đâu mình làm 1-2 cái nhà, nhưng mà có được cho vay này thì mình làm đi cấp được 5-6 cái nhà thì công việc có lại đều hòa hơn. Ngay sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương, các trường hợp trên đều được bà con lối xóm, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội của địa phương gần gũi, đùm bọc, động viên để họ tái hòa nhập cộng đồng. Căn cứ văn bản của nhà nước rà soát đến từng đối tượng, từng hộ gia đình mà có những cái con em mà cải tạo về với địa phương, thì cái này cũng một phần là sẽ giúp cái đối tượng, bản thân đối tượng và các hộ gia đình sẽ có nguồn vốn để phát triển sản xuất. Sau khi cho vay, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể, tổ trưởng tổ viên vốn và kiểm tra sử dụng vốn vay. Đến nay là tất cả các hộ vốn vay đều sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy có hiệu quả. Sau đó hiện nay chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo và cùng với ủy ban nhân xã lập danh sách tất cả những người chấp hành xong án phạt tù trong vòng 5 năm để rà soát đối tượng và đáp ứng nhu cầu vay vốn cho người ta có nhu cầu và đủ điều kiện chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Với chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, đến nay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Tường đã giải ngân kịp thời cho 21 trường hợp chấp hành xong án phạt tù với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Tất cả các trường hợp cho vay đều sử dụng đúng mục đích, tu chí làm ăn, ổn định cuộc sống và hoàn trả vốn vay theo đúng quy định của pháp luật. Nhằm thực hiện tốt chức năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng nhiều mô hình hay, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Để nâng cao hiểu biết pháp luật cho đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền miệng với tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa, tập trung vào những vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm như phòng tránh tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, việc thực hiện các quy định về an toàn giao thông, bạo lực học đường, buôn bán người. Ban Thường vụ tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027 với Công an tỉnh nhằm cụ thể hóa các hoạt động phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tình hình, định hướng cho đoàn viên thanh niên, chú trọng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.
Chương trình Phát triển Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030 theo nghị quyết số 22 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các luật khác liên quan tới thanh thiếu nhi. Đồng thời, tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên năng động, nhiệt tình, tâm huyết, nắm vững kiến thức pháp luật, có khả năng tuyên truyền vận động, đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, xác định đối tượng cụ thể để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả cao. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.